Đây, thì đây là toàn bộ cái phần thư mục mà anh đã lấy về. Toàn bộ cái thư mục này là cái mà anh đã lấy về để chúng ta thực hành trong buổi hôm nay. Chính là cái mà anh đã gửi các bạn ấy. Đây. Ok chưa? Thì đây là thư mục phông của nó. Thì chúng ta sẽ không kê. Ở đây toàn bộ hình ảnh nó sẽ nằm ở trong đây. Được chưa các bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm nó. Thì trước khi làm thì anh sẽ tạo ra một cái thư mục CSS ở trong này. Và anh lấy cái phần CSS về phông, cái phần mà chúng ta cần. Ở đây anh sẽ tạo ra thư mục CSS. Đó. Và anh sẽ lưu nó cái phông này vào. Thì anh sẽ lấy cái phông awesome ở đây. Đây này, các bạn muốn lấy bất kỳ cái phần xuồng CSS hay là image hay là JS của bất kỳ trang nào thì các bạn chỉ cần lấy ở trong đây là được. Các bạn vào những cái phần view xuồng của nó lên là các bạn lấy được rất là dễ dàng. Đây, anh lưu nó về, anh sẽ lưu nó vào đúng thư mục mà anh đang cần. Đây, anh giữ nguyên cái tên này luôn đó. Và anh lấy luôn cái phông CSS này để chúng ta nhúng cái phông vào thôi. Đây, và anh sẽ lấy cái phông nữa. Đây, icon, nó là phông kiểu icon. Đó, ok chưa các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi dựng nó. Chúng ta sẽ bắt đầu với trang này. Thì anh sẽ tạo ra một trang HTML. Từ từ để anh điều chỉnh với thứ hai để anh nhìn các bạn chắc. Thì trong quá trình anh làm thì có vấn đề thì sẽ có câu hỏi để trả lời thôi. Đây, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ đi dựng nó, thì anh sẽ tạo ra một cái file chấm html. Thì như hôm trước anh có nói là chúng ta có hai hướng để mà dựng một layout responsive, có nghĩa là chúng ta dựng mobile trước hoặc là chúng ta sẽ dựng cho desktop trước. Thì ở phần này anh sẽ ưu tiên là dựng desktop trước, sau đó thì chúng ta sẽ, sau khi dựng trong desktop rồi thì anh sẽ đi dựng trong mobile. Ok chứ? Chúng ta sẽ thống nhất với nhau cách làm như vậy. Có thể là những bạn khác sẽ quen theo cái hướng ngược lại, nhưng mà anh thì anh sẽ làm theo hướng là anh dựng cho desktop trước và cho mobile sau. Đó. Anh tạo ra một file index. Thì chúng ta cũng sẽ nói về câu chuyện phân tích layout ở đây. Thì đối với cái layout này thì chúng ta cũng sẽ, các bạn nhìn từ trên xuống này. Đó, thì chúng ta đi từ từ. Thì ở đây anh sẽ có một cái thẻ header, thẻ navigation. Trong header chúng ta có một cái container giống như những lần trước chúng ta dựng thôi. Nhưng mà khi mà dựng layout với flex này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta không còn bắt gặp cái việc là set width cố định như ở thằng float nữa. Đó. Và chính cái việc đó nó sẽ tạo ra cái sự dễ dàng khi mà chúng ta chuyển sang làm responsive. Được chưa? Đó, và dưới này chúng ta sẽ có một cái div lớn, anh gọi là một cái section, để chúng ta làm cho phần slicer, cho cái phần ảnh banner này này. Đó, và sau này chúng ta có thể xử lý với jQuery để chúng ta làm cái ảnh chạy ở đây cho cái phần ở giữa này. Ok chưa? Đó, phần dưới này cũng vậy. Phần dưới này anh lại làm một cái section nữa cho cái phần service các thứ ở dưới này. Đây. Mỗi cái này, mỗi khối này chúng ta là một section. Và trong mỗi cái section đấy chúng ta sẽ có một cái div container và chia nhỏ nó vào trong. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ làm như vậy, theo hướng như vậy. Ok. Thì ở đây anh sẽ đi tạo cái trang HTML này. Thì anh sẽ để nó với cái tên là layout demo 2. Layout demo, anh sẽ chuyển tiếng Anh.
layout demo 2. Đây, ok chưa? Và anh sẽ nhúng CSS vào. Nhúng CSS đầu tiên mà anh nhúng đó là cho phông. Thì nó là cái file này. Đó, anh sẽ nhúng cái file phông này vào. Đó, tiếp theo anh sẽ có phần này. Thư mục phông của chúng ta có rồi. Đó. Và chúng ta sẽ nhúng nốt cái phần phông này vào. Ok chưa? Và tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái file style CSS chính của chúng ta sẽ viết. Anh để là style style.css. Đó. Ok chưa? Đây. Rồi. Thì anh sẽ nhúng file style vào. .css và style.css. Được chưa các bạn? Được chưa? Tiếp theo, anh sẽ đi dựng HTML thì anh sẽ không dựng hết ngay. Anh sẽ dựng cho những cái phần ở trên này trước. Sau đó chúng ta sẽ chia xuống. Anh dựng đến đây trước cho đỡ rối. Anh dựng đến cái phần banner slice sâu này trước. Thì đầu tiên anh sẽ có cho cái phần header này. Cả cái khối header này anh sẽ dùng. Anh sẽ dùng thẻ header. Ok chưa? Đó, và trong header này thì anh sẽ có một cái thẻ đích. Có một cái thẻ đích, anh tạm đặt nó là class là header. Được chưa? Và trong cái đích header này anh sẽ có một cái đích container. Container. Đó. Cái container mục tiêu của anh là để anh đưa cái thẻ container nó ra giữa trang như thế này. Đó. Còn cái đích này, cái div này của anh là để anh xử lý, ví dụ anh để padding hay sau này làm việc gì đó thì anh sẽ dùng nó vào. Nếu mà không dùng đến nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Được chưa các bạn? Sau đó thì anh sẽ để cho phần menu. Đó. Thì đối với phần menu các bạn thấy là trong cái phần này nó sẽ có hai phần. Phần logo và cái khối bên này. Thì anh sẽ dùng một cái div để anh xử lý flex. Để cho những thằng này nó nằm ngang hàng nhau. Anh sẽ có một cái div ở trong đây. Ví dụ anh để là flex item. Đó, và trong cái flex item này, trong cái flex item này thì anh sẽ có thằng logo. Thì anh sẽ có thằng đích thể hiện cho thằng logo. Đó, logo của chúng ta thì nó sẽ nằm ở trong thư mục image. Nằm trong thư mục image và các bạn nhìn thấy chữ logo này. Thì anh nhúng nó vào image như sau. Thì class ở đây anh sẽ để là logo. Và anh sẽ logo nó nằm trong thẻ A. Đó, kích vào logo thì nó sẽ sâu ra được cái ảnh. À, nó chuyển về trang chủ. Thì nó sẽ nằm trong khu vực IMG. IMG. Và chúng ta sẽ có cái file là logo.png. Được chưa các bạn? Các bạn thêm cả cái thuộc tính này nếu cần. Thì sau này chúng ta làm thì chắc chắn là sẽ có để chuẩn cell. Được chưa? Sau khi có logo rồi thì anh sẽ định nghĩa ra một cái form. Anh tạm gọi toàn bộ thông tin bên này là thông tin liên hệ contact. Thì anh sẽ có một cái list có class là contact như thế này. Được chưa? Thì trong thằng contact, các bạn biết là trong thằng contact thì chúng ta lại có hai phần là một cái URLi cho phần này. Và thậm chí các bạn cũng có thể dùng URLi ở đây cho cả ba cái này cũng được. Nhưng ở đây anh lại làm, anh lại chia ra để các bạn hiểu rõ, để các bạn van hấp thêm cái phần flex. Thì anh lại có một cái nick trong phần contact. Anh sẽ có một cái nick mang class ví dụ flex contact. Đó, được chưa? Trong flex contact thì anh sẽ có ulli ulli để đại diện cho cái phần này, đại diện cho cái thằng email và phần số điện thoại này. Thì anh sẽ để li với thẻ A. Nó mỗi thẻ A này của anh thì anh lại có thêm một cái nội dung. Đây. Đó, mỗi li này thì anh sẽ có một cái thẻ y với class. Class là cái phone kia thì cái phone awesome của nó. Anh sẽ dùng phone này. Đây.
để nó thể hiện được cái số điện thoại, được chưa? Và cái nội dung của thẻ A lúc này nó sẽ là sau đây nó thể hiện là cái email đi. Thì ở đây nó sẽ là ví dụ như là contact@gmail.com, đây là sử dụng đoạn, được chưa? Tương tự với cái nội dung contact là số điện thoại. Đó, đại loại như vậy. Thì anh sẽ thay ở đây là phone. Thì chúng ta chạy thử đây. Các bạn sẽ nhìn thấy. Đó, thì chúng ta sẽ được cái icon như thế này. Được chưa? Và cái phần bên phải này. Phần bên phải này anh sẽ dùng một cái đây. Thì anh sẽ dùng một cái thẻ A cho đại diện cho phần bên phải để chúng ta click vào. Đó. Và thẻ A này anh sẽ để đúng cái nội dung này là get free course đây. Đó, được chưa? Thì anh sẽ xong kết thúc ở cái phần header đây. Được chưa các bạn? Thì xong phần header rồi thì chúng ta sẽ có cái gì? Xong phần header thì chúng ta sẽ có sang phần menu. Được chưa? Thì đối với phần menu thì chúng ta sẽ có một cái navigation. Có một cái navigation được chưa? Được chưa các bạn? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đối với phần menu thì đơn giản rồi. Chúng ta sẽ có URL ở bên trái và bên phải chúng ta có một cái button search. Được chưa? Thì anh sẽ dùng container để anh đưa nó nội dung nó ra giữa. Thì anh cũng sẽ có một cái list có class là container. Container như thế này. Được chưa? Đó, và trong cái list này anh sẽ có một cái list class dành cho menu. Đó, ok chưa? Một cái list dành cho menu và một cái list ở bên kia để anh dùng nó cho phần search. Thì anh sẽ có một cái list mang class là search. Đây, ok chưa các bạn? Đây này. Đó, thì cái phần search này anh sẽ tạm thời anh sẽ để một cái là một cái thẻ A để đại diện cho cái icon. Cái icon đó nó là cái gì thì nó sẽ có block FA, block T-search. Đây, nó là icon chứ không phải là không có sẵn nữa. Đây, T-search như thế này. Được chưa? Anh chạy thử lên. Đó, các bạn thấy chưa? Thì chúng ta được cái icon như thế này. Và trong menu này anh sẽ có một cái URL. Đó, anh có một cái ID, ví dụ anh để là navigation. Navigation. Và trong URL này thì chúng ta đưa các menu vào thôi. Đó, trở đến home này. Tương tự như vậy, anh sẽ có service about page là contact. Đó, service about page page này là đó một contact đây, được chưa? Chúng ta sẽ chạy lên này. Nhiều service nhiều trang service là contact, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi dựng giao diện cho cái phần này. Trước khi làm xuống dưới này thì chúng ta sẽ dựng cho phần trên này trước. Ok chưa các bạn? Thì để dựng giao diện cho phần trên này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bắt đầu từ file CSS style đúng không? Chúng ta sẽ vào trong style. Và trong style chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi thực hiện công việc reset đầu tiên. Đây. Chúng ta sẽ đi reset nó. Anh sẽ để margin không không pixel cách tư nhiên sẽ để là không pixel đó. Sau đó thì anh sẽ đi định nghĩa cho body. Body anh sẽ có phone size à phone family thì ở đây anh sẽ để theo kiểu phone của cái trang này nó đã quy định đây để đảm bảo nó không bị xảy ra những cái lỗi ngoài mong muốn.
hoặc là phông chữ của nó sẽ đảm bảo là đúng. Thì đây anh sẽ dùng đúng phông này, và đây nó cũng reset luôn phông style đi, phông quyết về logo. Thì anh sẽ đưa nó vào được chưa các bạn? Chúng ta sẽ dùng kiểu phông này đó. Sau khi reset xong rồi, chúng ta sẽ đi thực hiện từ trên mà xuống, bắt đầu với thằng header. Thằng header thì đơn giản thôi, anh sẽ để width của nó 100%. Có nghĩa là về thằng header này cũng là câu trả lời khi nào dùng 100% là phần trăm. Thì khi mà các bạn muốn thằng này một cái gì đó nó không bị vỡ, một cái gì đó mà nó luôn luôn tràn trải dài khắp cả cái màn hình thì các bạn dùng width 100%. Nhưng để đảm bảo là cái width 100% đấy nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái format của trang. Đây ví dụ như thằng header này trải dài 100% này, các bạn nhìn thấy ạ. Đó. Thì anh chỉ set cho thằng header và thằng này như vậy thôi, và anh cũng để. Thực ra nó mang kiểu block rồi nhưng anh vẫn cứ để, cũng không vấn đề gì cả. Đây, được chưa? Sau đó thì anh sẽ đi từ bên ngoài vào, từ thằng header vào thằng container. Đây. Từ header vào thằng container. Thì đối với thằng header này, chúng ta lại có một cái class header đây nữa. Anh sẽ để đây là header origin, có nghĩa là cái khu vực header. Thì anh sẽ định nghĩa cho thằng này trước. Đó. Anh sẽ đi định nghĩa cho thằng này trước. Thì thằng này anh sẽ làm gì? Đây, từ thằng header anh sẽ định nghĩa vào class này, và anh sẽ đi set cho nó một vài cái thuộc tính. Ví dụ như đầu tiên là heading, anh để khoảng 15 pixel đó trên dưới và không pixel ở trái phải. Background anh vẫn để mặc định là màu trắng, và border bottom, border bottom anh sẽ để 1 pixel solid và có một cái màu nhạt nhạt thôi. EA. Đây. Được chưa? Và anh chạy đã thử lên thì bản thân thằng này nó sẽ, cái thằng border area này, nó sẽ cũng sẽ trải dài 100% giống như thằng ở ngoài. Đây, nên là nó sẽ có cái border này. Ok chưa các bạn? Bây giờ anh định nghĩa vào thằng container để cho nội dung nó sẽ nằm ra giữa, có nghĩa là move những thằng này ra giữa này. Thì thằng container chúng ta cũng sẽ không set width cố định như trước đây nữa. Đây. Thì từ thằng header array này anh sẽ gọi là thằng container.container mà chúng ta sẽ để, có nghĩa là để mắc width nó sẽ không cố định, mà nó chỉ gọi là cao tối đa là như thế này thôi. Thì cao 1140 có nghĩa là dành cho desktop rồi, mắc width và nó có thể nhỏ hơn thoải mái vì chúng ta đang dùng mắc width. Ok chưa? Ví dụ anh để padding 15 pixel, có nghĩa là trên dưới và bên trái phải là 15. Đó, và anh để margin là auto thì lúc này nó sẽ ra giữa. Đây, thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó sẽ mua thằng này ra giữa rồi. Ok chưa? Đó, chúng ta đưa được thằng này ra giữa rồi thì chúng ta sẽ đi xử lý cho nó nằm ở đây thôi. Cho nó nằm ở đây. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ đi tiếp xuống đến thằng mà flex item. Đây này. Đó, chúng ta sẽ xử lý để cho những thằng ở trong này nó nằm ngang hàng nhau. Thì thằng này mục tiêu của anh là dùng để anh xử lý cho flex. Đây. Thì anh sẽ đi lấy flex cho nó trong cái container. Đây, được chưa các bạn? Anh sẽ dùng như thế nào? Anh sẽ đi flex. Ok chưa? Được chưa các bạn? Và anh sẽ line item, có nghĩa là căn theo chiều dọc ấy. Center. Đó, căn theo chiều dọc này để cho thằng này nằm ở giữa. Và những thằng ở trong này các bạn thấy là nó đã nằm ngang hàng nhau rồi. Được chưa? Và bây giờ anh muốn là anh đẩy cái thằng chỗ email với điện thoại với cái get request này sang bên này. Thì anh sẽ đẩy, thông thường các bạn sẽ set width để mà đẩy đúng không? Chứ không nên dùng margin. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không dùng width để đẩy nữa.
Bởi vì width, nếu mà chúng ta set width cho cái phần class logo này đây, để đẩy cái thằng này đi, đó class logo này, để đẩy thằng này đi, thì sau này các bạn co màn hình lại thì thằng class logo nó có một cái width cố định nên nó sẽ xảy ra vấn đề đó. Nên là chúng ta sẽ sử dụng phần lệnh ở đây để xử lý nó linh hoạt hơn, có nghĩa là trong thằng phần lệnh icon có logo này, anh sẽ set cho nó một cái thuộc tính flex như thế này. Flex ví dụ anh để 13 đây. Thì có nghĩa là nó sẽ lấy cái độ rộng của cái con container này, à của cái thằng, lấy độ rộng của cả cái thằng flex item này đang rộng bằng container, và nó sẽ ưu tiên thằng này cấp 3 lần kia. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Đó, sẽ đẩy nó ra như thế này. Đó, và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì với nó? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi định nghĩa thằng logo chúng ta cố định ở đây. Các bạn thấy là cái này độ rộng của thằng logo này. Đó, được chưa? Bây giờ anh sẽ đi xử lý cho thằng contact. Đây, thì anh sẽ đi xử lý cho thằng này. Đó, anh muốn những thằng này nó sẽ nằm ngang hàng nhau, được chưa? Anh muốn nó nằm ngang hàng nhau thì anh sẽ làm như sau. Select contact này. Đấy. Thì các bạn thấy là cái thằng select ở đây nó tương đương với ba cái thuộc tính là basic, sync, đây và grow. Các bạn click vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái đây. Grow, sync và basic, được chưa? Đó, thì một thuộc tính flex bản chất của nó là ba thằng như hôm trước anh nói, và nó sẽ tự chia tỷ lệ nó ra đây, được chưa? Ví dụ như đây là, đây là ba mà thằng này ví dụ anh xét, à vì đây có hai thằng đó, đây có hai thằng đó, các bạn sẽ nhìn thấy anh xét bằng hai thì có nghĩa là thằng ba này là không chiếm hết mà nó sẽ ưu tiên thằng này bằng hai, được kiểu như vậy, được chưa? Thì anh sẽ để đây cái này bằng 2. Đó, thì thằng CDM sẽ tự chia cái tỷ lệ cho cái thằng contact là thằng này. Đây, logo này thì contact sẽ chiếm bao nhiêu thì contact nó sẽ chỉ đến đây thôi, chỉ là 2 thôi. Đó, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy không thấy width đâu cả. Đó, hiểu như vậy. Ok, và bây giờ anh sẽ đi xử lý là, đây các bạn nhìn thấy bên này, anh sẽ đi xử lý là anh sẽ xử lý cho cái thằng này nó nằm ngang hàng nhau đây này, với thẻ A này. Thì anh sẽ định nghĩa cho thằng này collect contact, thì với thằng item chấm collect contact này thì anh sẽ làm gì? Đây, trong contact thì chúng ta sẽ có thằng item như thế này, đó, được chưa? Thì ở trong đây anh sẽ làm gì? Anh sẽ lại display flag một lần nữa, đó, để cho những thằng này nó sẽ nằm ngang hàng nhau. Đó, nằm ngang hàng rồi, đây là URLi thì chúng ta sẽ đi xử lý cho thằng URLi thôi, được chưa? Và chúng ta cũng sẽ đi vào thằng UL đây. Thì anh sẽ có thằng UL như thế này, list type i năng, đó, margin 0 pixel, và anh để padding bằng 0 pixel. Đó, gần như các bạn khi làm với flex các bạn sẽ không bắt gặp cái việc set width nữa. Đó, nếu mà các bạn mà học đến phần float ấy, thì nhiều bạn sẽ bảo ủa sao bây giờ vẫn dùng width để set như này, sau này red on sheet nó sẽ rất là vất vả. Nhưng mà không phải, đấy là ý đồ của anh để dẫn dắt các bạn để các bạn hiểu được rồi. Ok, sau đó chúng ta sẽ dùng lời ở đây, mục tiêu của anh là để cho thằng này nó nằm ngang hàng nhau, thì anh sẽ là display inline block. Đó, được chưa? Chúng ta chạy lên. Đó, chúng ta được cái phần như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi style thôi, style cho những cái ở bên trong thôi. Thì lúc này nó dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Thì chúng ta sẽ định nghĩa vào cho thử A. Ở đây của chúng ta thì chúng ta cũng đang chưa tối ưu code CSS đâu, có nghĩa là nó sẽ bị lặp đi lặp lại. Chuẩn A. Thì bản chất các bạn muốn không lặp đi lặp lại thì các bạn định nghĩa ra những cái class
mà các bạn dùng chung nhất, thì cái này cần là thông thường các bạn code xong là các bạn sẽ nhìn được, và các bạn phân tích trước rất nhiều thì các bạn sẽ ra được những cái đó. Nhưng mà anh vẫn làm như thế này để cho các bạn hiểu đấy. Technical selection là color, color em để cái màu 91 đó, và font size đây sẽ để 13 pixel. Rồi mình chạy lên thế đó. Đó, ok chưa? Và anh để nó cách nhau ra thì anh sẽ merge về bên phải cho thằng này. Merge qua, anh sẽ để ví dụ như là 50 pixel. 50 pixel cho thẻ A ở trong GI. Được, đó. Được chưa các bạn? Và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái màu ở đây. Thì thay đổi cái màu này nó sẽ là cái thẻ này. Thì anh sẽ định nghĩa cái class FA này đi, chung chung như vậy thì cho dễ. Đây, thì anh sẽ định nghĩa tất cả những thằng ở trong thằng này có class A là Y đi. Đấy, tất cả những thằng Y nằm trong thằng này sẽ có color bằng bao nhiêu. Các bạn hiểu ý hay không? Thì anh sẽ định nghĩa cái color cho nó là được. Đây, thì anh sẽ lấy ở bên này thôi, anh sẽ lấy cái mã màu đây. À, đây rồi. Đó, được chưa? Thì anh sẽ định nghĩa vào cho nó color như thế này. Chúng ta sẽ chạy lên này. Đó. Và vì thằng này nó đang có một cái margin. Margin ở đây này. Nên chúng ta sẽ lùi lại một chút cho cái này. Đó, khoảng 45 thôi. Đây, thì anh sẽ để khoảng 45 ở đây. Rồi, ok chưa? Tiếp theo đến thằng này, đến cái thằng này thì chúng ta sẽ định nghĩa riêng cho nó thôi. Thì chúng ta xem ở đây nó có một cái class get free. Anh sẽ viết lại cái này luôn. Đó, chúng ta định nghĩa cho thẻ A ở đây. Đây, trong contact lấy contact đối với thẻ A. Tech decoration nào, loại bỏ chân đi. Tech decoration nào đó. Tự nhiên tôi thấy nó sắp ghép con. Đó, anh sẽ để border. Border thì nó có màu đỏ giống như cái trên này. Đây, thì chúng ta sẽ để một cái cell solid có màu đỏ như thế này, được chưa? Và tiếp đi, anh sẽ để khoảng 10 cái cell. Đó, 30 pixel trên dưới giấy phải. Chúng ta chạy thử đây. Chưa nhận. À sorry, ở đây chúng ta chưa set lại. Đó, thì nó nhận thằng này. Nhận thằng này thì nó đang bị đẩy. Thì ở đây này, anh sẽ điều chỉnh lại cái này. Nó đang bị đẩy như này. Thì do chúng ta cân đối lên đây, chúng ta chỉ cần để flex là ba cái thằng kia thôi là được rồi. Đó, thì tự nó đẩy, nó về từ cuối này, cuối cùng của từng container nó sẽ đẩy dần hơn đây, thì kệ nó, được chưa? Thì chúng ta sẽ định nghĩa tiếp cho thằng A này đã, được xong đi. Thì color của nó chúng ta sẽ có màu gì? Color chúng ta cũng sẽ có màu này luôn. Đó, không sai, em để khoảng 16 pixel. Đó, không quên, anh sẽ để nó khoảng đâu đó 400. Chúng ta chạy thử đây này. Đó, thì chúng ta sẽ được cái kết quả này. Thằng này đang padding khá to, thằng này thì đang hơi nhỏ, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ anh thấy có bạn chat này. Các bạn chủ động tắt mic nhé, vì anh đang làm thì anh cũng không để ý là các bạn có đang tắt hay không. Đó, thì cái này chúng ta nâng cái padding lên thôi là nó sẽ bằng. Đây, thì chúng ta ví dụ anh sẽ để cái padding ở đây 15 đi. Đó, ok chưa? Đó, và các cái này này các bạn muốn nó nằm ở giữa như thế này thì các bạn quay trở lại cái thằng class ở trên đấy. Anh giả sử thằng này đi, các bạn sẽ để align item center.
Đó, được chưa? Thì nó sẽ nằm giữa, thì chúng ta sẽ được cái phần này, được cái phần này. Ok chưa các bạn? Chữ này đang thấy nó không giống lắm này. Đây này. Thì hình như đây là nó đang xét một cái phông chữ khác, thì các bạn hoàn toàn có thể lấy vào. À, phông family các bạn nhìn này. Đó, thì các bạn có thể thay ở đây thôi. Thì cái này nó là phông gì chúng ta đưa vào. Rồi, tiếp theo nhé, chúng ta sẽ xuống đến phần menu. Phần menu thì đơn giản rồi, chúng ta làm việc với menu khá là nhiều. Thì cái này nó còn cái hover vào nữa thì cũng không sao, chúng ta xử lý phần hover. Khi mà hover thì nó chỉ thay đổi background thôi, có nghĩa là background nó bằng cái màu chữ đây, và cái màu chữ thì nó chuyển màu trắng. Đây, các bạn nhìn này. Đó, ok chưa? Đây, được chưa các bạn? Đó, và các bạn muốn nó chậm chậm một tí thì các bạn sẽ để thêm cái transition, ví dụ anh để là một giây. Đây. Đó, kiểu như vậy. Được chưa? Thì nó sẽ cảm giác nó sẽ dần dần, nó sẽ không hiển thị ngay lập tức. Ok chưa? Đó, bên này vậy, không biết họ đang để bao nhiêu, có vẻ nó nhanh hơn của mình. Rồi cái này các bạn tự điều chỉnh nhé, để muốn điều chỉnh cái này. Thì nó sẽ khác lại. Đó. Được chưa? Thì cái này các bạn sẽ tự điều chỉnh. Rồi, ok. Chúng ta sẽ làm đến phần menu. Phần menu thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái bên ngoài là thẻ navigation. Đây. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ xử lý cái navigation này. Thì đầu tiên anh sẽ định nghĩa cho cái navigation. Chúng ta sẽ bắt đầu CSS cho phần menu. Được chưa? Thì chúng ta sẽ định nghĩa cho nó. Nát, ví dụ anh để khách vào là một. Không cần background vì nó đang màu trắng rồi. Border một pixel solid đó, và anh sẽ có cái màu đây. Đây thì đây là cái menu, được chưa? Và anh sẽ để padding cho nó, padding như là 10 pixel, không có nghĩa là trên dưới trái phải, được chưa? Ok chưa? Tiếp theo anh sẽ định nghĩa vào trong thằng container. Đây, từ thằng navigation anh sẽ định nghĩa vào container để anh kéo nó ra giữa. Thì nát sẽ gọi đến container độ rộng tối thiểu, à độ rộng tối đa như được phép, anh set cho nó 140 pixel. Đó, được chưa? Ví dụ anh để check đi, trên dưới thì sẽ bằng không, nhưng mà bên trái và bên phải thì nó sẽ là 15 pixel. Đây, và anh sẽ để margin không, margin auto. Đó, các bạn sẽ thấy nó ra giữa. Ok chưa? Lúc này thì dễ rồi, chúng ta sẽ đi định nghĩa cho thằng menu. Thì các bạn thấy là đối với thằng menu này á, thì độ rộng của nó này nó sẽ chiếm toàn bộ đây, toàn bộ, và nó đẩy sang bên thằng này, thì chúng ta sẽ dùng flex thôi. Đây, thì đối với thằng container anh cũng sẽ dùng flex cho thằng container, được chưa các bạn? Thì ở đây chúng ta sẽ display flex, anh sẽ display flex để anh đưa thằng container này nó đưa nội dung nằm ngang hàng nhau đây, được chưa? Và anh đẩy cái thằng này đến cuối cùng, thì anh chỉ cần đặt đặt cái thằng menu này, class menu này có một cái flex lớn hơn cái kia là được. Thì đây anh sẽ có menu này, cùng navigation anh gọi vào menu, anh set flex cho nó bằng một con số ba như vậy, các bạn chạy đây đó, thằng này sẽ nằm ra đây, được chưa? Nó phân thằng này chỉ bằng đến cái nội dung nó chứa là nằm đây. Ok chưa các bạn?
Bây giờ anh sẽ đi vào thằng UL, thì anh sẽ từ thằng này anh gọi là UL. Thì với UL chúng ta lại làm những công việc quen thuộc, ví dụ như là merging, copy cell, heading, copy cell, được chưa? Đó, list by time now. LI thì sao? LI một số bạn bảo anh là à, dùng flex cũng được, nhưng mà thôi anh sẽ dùng inline. Đó, inline đó, đó. Vì chúng ta vẫn giải quyết được vấn đề, được chưa? Đây, chúng ta chạy lên. Đó, anh muốn cho cái chiều cao của nó lớn một chút như bên này ý. Thì anh sẽ nâng cao cái chiều cao cho cả cái thẻ navigation. Đó, thì anh quay lại từ navigation. Đúng. Đây, thì giả sử anh nâng cái thằng container hoặc là navigation đi. Anh để line 2, ví dụ anh để 4 pixel. Đó, được chưa? Bây giờ anh sẽ đi định nghĩa vào thằng A, thẻ A trong này. Thì từ LI anh sẽ gọi vào thằng A. Anh loại bỏ cái chân. Đó, anh để phông chữ khoảng 16 pixel. Color anh sẽ lấy đúng theo color ở bên này. Đó, được chưa các bạn? Phần width anh sẽ để khoảng 100. Thẻ A chúng ta nên biết vào đây thì mình sẽ để cùng với cái kiểu kiện inline block, và anh sẽ để loại bỏ cái chân tách điện, anh loại bỏ rồi tách transform. Đây, thì đối với thằng này chúng ta sẽ không cần tách transform bởi vì là chữ của nó chữ thường. Anh sẽ để padding đi để cho nó tạo khoảng cách để hai bên đây nó đang khá liền nhau, thì anh sẽ để padding đi, ví dụ bên trên không pixel, bên ngoài khoảng 25 pixel, không pixel bên phía dưới và bên trái là 25. Chạy ra đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ được cái menu như thế này. Có vẻ phông chữ không giống lắm, thì đây nó có phông ở đây, set phông chữ này. Đó. Đây. Ok chưa? Anh sẽ nâng cái khoảng cách thêm một chút xíu nữa. Đây là 30 đi. Ok chưa các bạn? Đó, và cái phần này của chúng ta này nó phải bằng cái, nó phải bằng cái mép ban đầu. Đây, thì không biết nó đang bị ảnh hưởng bởi cái gì mà nó lại bị padding, nó bị ảnh hưởng bởi cái gì nó bị thối à, bởi cái padding lag không. Đây, cái bạn nâng cái right này lên này 60 đó. Ok chưa? Chúng ta nâng lên khoảng 60. Bên này nó rộng như tận đây cơ. Thì chúng ta sẽ nâng cái này menu này, sau này chúng ta sẽ điều chỉnh. Được chưa? Cái này khoảng 90 đi. Khá rộng. Chúng ta sẽ bỏ led. Được chưa? Và trong đây nó sẽ có cái icon. Chúng ta xem cái class icon này là gì này. Anh sẽ lấy cái class icon này, anh cho vào phần page và block. Đó. Phần block này. Các bạn đưa nó là trong thẻ A hoặc là trong thẻ LI đều được. Đây. Cái này nó gần touch.
đó thì nó gần cái text này, đây được chưa? Và chúng ta sẽ đi set cái class này, cái class này khá đặc biệt, mình sẽ set nó đây, nó nằm trong ALI có phông chữ nhỏ hơn đi. Anh sẽ set phông chữ cho nó nhỏ hơn, chính khi set như thế này đó, các bạn sẽ thấy nó tạo ra một khoảng và cũng padding cho cái text của thẻ A này, padding chúng ta có thể padding hoặc là margin đây, làm pixel đây, cho nó tách ra một khoảng được chưa? Đây chúng ta sẽ margin đây, làm pixel đây, ok chưa? Đó, thì hover vào thì nó sẽ đổi màu. Chúng ta sẽ làm hover thẻ A thôi, hover thì chính thẻ A nó sẽ đổi màu sang màu đỏ, chính là cái màu này. Đây đó, ok chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ làm sang cái chỗ này, chỗ này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì ở chỗ này nên thấy cái menu này của chúng ta có vẻ hơi xa do khoảng cách để chúng ta đặt xa này. Chúng ta đang muốn cố gắng chạm đến đây, okay. Cũng không cần thiết lắm, có thể điều chỉnh lại thế này, mình nhìn nó xa quá đây, ok chưa? Thì sau này các bạn có thể thêm ở bao, chúng ta thiếu phần ở bao nên là nhìn xa là đúng rồi. Đó, được chưa? Rồi, đối với phần này thì sao? Đối với phần search này thì sao các bạn? Chúng ta sẽ định nghĩa trực tiếp cho cái phần search này. Thì chúng ta sẽ định nghĩa nó như sau. Rồi, bây giờ anh sẽ quay trở lại phần search thì anh sẽ định nghĩa từ class search vào thẻ A thôi. Anh sẽ làm như sau. Thì chúng ta sẽ gọi đến class là search thẻ A trong phần search. Được chưa? Các bạn có thể lấy search từ trong container như thế này cho nó đảm bảo. Nát container mình. Đây. Đó, anh sẽ đẩy width của 35 pixel, 2, 35 pixel. Được, background của thằng này có màu giống như màu chữ. Đó, và anh sẽ để cái này tròn này, chạy lên đã. Đó, anh sẽ để padding cho nó rộng ra một chút. Thì ở đây anh sẽ set cái tiếp đến cho thẻ A này, để nó lắp được, set cho nó nhìn cho nó lớn hơn, khá to. Thế thì border radius vậy, và nó có hình tròn thì đây sẽ 50%, thì các bạn sẽ nhận được cái border radius. Đây. Thì các bạn sẽ nhận được cái hình tròn này. Nó tắt align center để cho cái nội dung kia nó vào giữa. Center tắt decoration này. Decoration này. Đây. Đó, color màu trắng. Đó. Được chưa các bạn? Ví dụ anh để cho nó cân ở giữa thì chúng ta sẽ để line 2 bằng chiều cao đi. Và mình đi xem. Rồi, có vẻ giống. Đó, muốn thằng này nằm ở giữa thì sao? Nằm trung gian ở giữa thì các bạn sẽ xử lý ở đây. Thằng này nó đang không được ở giữa lắm đúng không? Giống rất nhiều cách. Đây. Một là các bạn đưa thằng này vào cái diện ở đây là align center
vì không có flash nên nó không hiểu. Đây. Đó, được chưa? Thì nó sẽ xuống giữa. Anh sẽ đưa thành, anh sẽ đưa vào phòng này. Anh cho chiều dọc đó. Center. Đây. Ok chưa? Thì các bạn sẽ được cái kết quả này như thế này. Đó thì khá là ổn. Các bạn thấy từ nãy giờ chúng ta có xét cái huyết nào không? Thì gần như là không, đúng không? Thì đó là ưu điểm khi dùng flat. Tiếp theo chúng ta sẽ làm đến phần nào? Thì chúng ta sẽ xử lý đến cái phần phần này, phần dưới này. Phần dưới này thì đơn giản rồi. Chúng ta có một cái section. Anh quay trở lại đây. Đó, chúng ta có menu ở đây. Các bạn nhìn comment code như này để sau này các bạn nhìn nó dễ. Đây nó sẽ là em. Đó. Được chưa? Sau đó tiếp đến sẽ là start của slide. Slide như thế này. Anh có một cái section nữa. Anh có cái ID là slide. Được chưa? Ok chưa các bạn? Thì cái slide này của anh thì sẽ như thế nào? Thì trong đây anh sẽ có một cái, đối với slide này nó rộng 100%, nó rộng 100% màn hình. Và các bạn biết là sau này chúng ta mỗi cái này có một cái ảnh chạy, có một cái ảnh để chạy nó. Thì chúng ta sẽ có trong đây sẽ là các slide item, mỗi cái này sẽ là một cái có tên là slide item. Đấy, được chưa? Và trong mỗi slide item này thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có cái content trong đây. Mình sẽ có thêm một cái nữa là mỗi cái item mình sẽ có một cái div có class là slide content. Đó, được chưa? Content ở đây thì chúng ta có cái này và cái này. Nó sẽ nhiễm một cái tập B. Với cái text của nó sẽ copy ra nha. Đây. Một cái H3 với cái text là như thế này. Đó. Và anh sẽ có tiếp một cái thẻ liên kết. Kích vào nó sẽ link đi đâu đó. Đó, được chưa các bạn? Rồi, ok, chúng ta sẽ đi dựng nó. Thì đối với phần slide này chúng ta sẽ xem qua này. Đây, kết quả của nó đây. Được chưa? Thì đối với slide chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta xem chiều cao mà thằng này đang để là bao nhiêu lấy luôn. Đỡ phải đi phân tích. Slide. Bảy trăm. Chiều cao của cái slide này là 700. Thì anh sẽ xét đi sau. Rồi. Anh sẽ có cái section là slide. Anh sẽ để 2 là 700. Chiều cao nhé, chiều cao là các bạn hoàn toàn có thể xét được, không vấn đề gì, sợ mỗi chiều rộng thôi. Đây. Và tiếp theo anh sẽ đi định nghĩa thằng quan trọng chính là thằng này. Mỗi cái item chúng ta sẽ có một cái image. Đây. Thì chúng ta sẽ có width bằng 100%, bởi vì chúng ta quy định độ cao của nó bằng lần này rồi, width thì tràn màn hình. 100% màn hình thì chiều cao của nó anh sẽ cũng bằng với chiều cao của nó quy định rồi. Được chưa? Anh sẽ có một cái background. Background image anh sẽ để là một cái ảnh URL cho anh. Anh sẽ làm một cái mục img. Và cái này là thuộc cái mục banner. Chỉ là chưa biết cái ảnh nào thôi.
Ảnh nào cũng đẹp. Đồng tàu à? À đúng nó luôn. Đây. Chiếc banner đây mình nhìn thấy. Đó. Được chưa? Chúng ta chạy lên này. Các bạn sẽ được cái ảnh này. Đây. Nhưng mà có vẻ hơi sáng nhỉ. Cái này còn tối cơ. Đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Xử lý thôi. Anh sẽ để cái background size này, các bạn nhớ nó sẽ là cover, nếu ảnh nó to để đảm bảo nó không bị lệch. Repeat thì cũng sẽ set background repeat cho nó là no repeat. Background position nó sẽ từ giữa mà ra. Đó, được chưa các bạn? Rồi. Và anh sẽ sử dụng đưa thằng này ra giữa, đưa toàn bộ nội dung này ra giữa, nó sẽ là justify content chạy ra đây, nhưng mà nó lại không ra giữa, các bạn biết thì sao không? Bởi vì muốn sử dụng thằng justify content thì chúng ta lại phải đi thêm một cái thuộc tính nữa, đó là đi ở đây đấy, thế này nghiễm nhiên nó sẽ ra giữa, ok chưa? Và thằng này muốn muốn nó nằm ở giữa đây nữa thì chúng ta được lại hai từ center đó, chúng ta ném nó ra giữa để lát nữa chúng ta xử lý những cái mà chúng ta cần, được chưa? Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cho cái này nó mờ mờ như thế này. Thì anh sẽ dựa vào cái thẻ slide này. Anh sẽ dùng cái thẻ to này. Anh sẽ làm mờ. Đó, thì anh sẽ dùng cái info này. Info, các bạn biết cái này đúng không? Khi dùng info bắt buộc phải có content. Đó. Muốn làm gì là có content trước đã. Được chưa? Sau đó anh sẽ để một cái độ rộng bằng 100%, hai cũng bằng 100%, có nghĩa là chỉ bằng chiều cao 700 thì thôi. Đó. Và anh sẽ để một cái background màu đen. Nó anh chạy lên này thì các bạn thấy nó chưa có gì cả, nhưng mà nếu mà anh để là position absolute và thằng này là position relative đó, thì các bạn sẽ thấy là cái thằng này nó sẽ bị absolute bởi cái thằng này nên là nó sẽ nằm đè lên thằng này, ok chưa? Đó, bắt đầu tốt được không? Nên đang đúng rồi đấy, anh cứ đưa vào đó, được chưa? Đây và cụ thể chúng ta sẽ lấy cái màu của nó xem là màu gì. Đây sẽ ấn. Anh sẽ lấy cái màu này. Được chưa các bạn? Anh sẽ lấy cái màu này bắt đầu ra và chúng ta sẽ nhìn được cái màu này. Đây, được chưa? Opacity đi. Tức là giảm bớt cái màu nó đi để cho nó trong suốt. Rồi, các bạn thấy sao? Nó khá giống rồi đấy. Có lẽ là giống 100% rồi đấy. Nó không khác gì nhá. Bây giờ đi xử lý thằng này. Thằng này thì chúng ta làm như thế nào? Thì từ đây chúng ta sẽ định nghĩa vào cái content của nó. Slide item, slide content. Mình viết như thế này. Chấm slide content. Đó, max width anh sẽ để là 700 và chúng ta sẽ không dùng width cố định nữa. Đó, có thể là tối đa là 750 kiểu như vậy, nhưng mà nó có thể nhỏ hơn. Nhỏ hơn đó chính là để cho mobile, để cho các bạn position relative.
Decentralized Center. Đó, chúng ta sẽ lên để không có gì thay đổi cả. Thấy chưa? Thì mọi thứ đang ở giữa rồi. Đó, chúng ta sẽ định nghĩa là thể P. Color chắc chắn là có màu trắng. Không sai, anh cho to một chút. Nó không quyết anh cũng nâng lên một chút. Đó, sao không nhận không quyết gì? Đúng chắc. Khá mờ. Rồi, kệ nó. Tiếp theo, thằng này nhìn nó nét này không ạ? Thằng này mờ thế. Rồi, không sao. Kệ nó. Chúng ta sẽ định nghĩa là thể H3. H3 này. Thì H3 đây anh sẽ có em lấy nặng không này. Chúng ta bị lặp lại chỗ này hơi nhiều, nhưng không sao. Không sai, đẹp không? Bắt đầu đi. Color màu trắng. Rồi, anh sẽ để letter spacing khoảng cách giữa các chữ là không. Không biết 600. To rồi nhưng mà các bạn thấy nó đang mờ mờ, đúng không? Anh sẽ mơ đi bút từ khoảng 30 pixel. Và sẽ mơ đi tốt các cái chữ ở trên. Đây, chúng ta được cái kết quả như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Các bạn thấy nó vẫn mờ mờ. Thì tại sao vậy? Thì tại vì cái này, cái slide content này, nó đang nằm ở bên trong cái slide. Ok chưa? Mà thằng slide này nó lại có một cái before. Nó có một cái before như thế này. Có nghĩa là cái thằng before này nó đang nằm trên cái slide content, nên là nó bị ảnh hưởng bởi cái background color này, nên nó sẽ mờ. Thì anh muốn là cái thằng slide item, slide content này, nó phải nằm lên trên cái thằng slide before này. Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng Z Index. Được chưa? Thì anh sẽ quay vào đây, anh sẽ xử lý cái thằng slide before có Z Index. Vấn đề là bằng 1. Thì để sử dụng được Z Index thì chúng ta sẽ phải đưa được cái position vào. Tôi sẽ để là cái bên trên là Z index lớn hơn thằng này. Để 9 này là 2. Đó, chạy thử lên. Đấy, có vấn đề gì đây? Z index. Rồi. Slide Index 2 này. Thằng before này. Có vẻ không set ở trên before được. Set Index 1. Chúng ta cần phải xử lý chỗ này. Nó không nhận Z Index. Position. Slide item. Ở đây chắc chắn là chúng ta sẽ dùng Z Index rồi, nhưng mà chúng ta sẽ xem là đặt nó ở đâu thì sẽ ok. Anh sẽ thử
content. Slide content. Tăng lên. Chúng ta sẽ có Success Index. Position có chứ, đây có position chứ. Cái chỗ mà chúng ta dùng Z index là phải có position. Slack content có position. À, nhưng mà nó nằm trong cả phần này nữa. Thế bây giờ position relative và Z index cũng là một. Ta không được. Vô ý quá nhỉ. Xem nào. Z index ở đây. Thằng này nó nằm trong này. Phụ thuộc vào thằng này này. Z index bằng 0. Z index bằng 0. À, có từ này nữa. Thằng này nó phải lớn hơn cái này. Thằng này lớn hơn thằng ngoài. Thằng này bằng 2. Thằng này bằng 0. Thằng này tại index này bằng 0. Đúng. Các bạn cùng nhìn xem nhé, mình đang bị sai ở đâu. Cái vấn đề set Z index này. Mình sẽ bỏ hết đi đã. Chúng ta đang cần cái thằng này. Nó phải nắn nổi hẳn lên. Tất cả đây nó đang bị mờ này. Nó có thằng này đang bị đè bởi cái thằng này. Thằng này thì đang chưa có position. Nó nhờ position và relative. Nó bị nắn nổi. Quay trở lại thằng này. Nhưng mà cái thằng này thì lại bị đè ở thằng before. Nó sẽ không thể bằng 9. Mình sẽ index được thằng này sẽ bằng 10. Đó. Bằng lên trên rồi. Vậy thì thằng này phải nằm lên trên nữa. Bằng content này. Sẽ index được nó phải bằng 2 nữa. Không được. Các bạn thử ngó xem anh sai đâu với cái phần này. Thử cho cao hẳn lên đối với thằng này. Chỉ cần cao hơn một đơn vị thì nó đã hơn rồi. Đây. Slide up có nghe được không? Nó cũng chưa được. Slide item này. Before. Sẽ tìm được một không. Tìm nè. Thôi được. Để em đi làm menu nữa. Hoàn thiện cái menu nữa rồi tính tiếp. Đúng rồi, anh hiểu là cái này đang bị opacity. Chính vì opacity đấy nên là chúng ta sẽ phải nằm hẳn opacity lên. Tức là muốn cho cái thẻ này của chúng ta nó vượt quá cái opacity là cái thằng này. Là cái before này. Nếu mà bỏ nó before đi thì không vấn đề này. Mình thấy không? Đâu
Absolutely content. Đây thì cũng bỏ đi này. Bỏ đúng before đi này. Thằng này có opacity rồi nhỉ. Thằng before của chúng ta đang có opacity mà. Sorry các bạn, opacity nó phải nằm ở chỗ này. Sorry. Đây, rồi. Sorry. Đó. Được rồi các bạn. Mục tiêu của anh là làm mờ cái thằng này của thằng before này. Đặt bị nhập, xử lý mãi. Đó, kiểu như vậy. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xử cái thằng này. Còn những bút từng dưới này thì đơn giản rồi, chúng ta làm như thế nào thì chúng ta sẽ follow theo cái màu bên này. Đây của chúng ta đây mình để một cái là class là btn service, btn service. Đó, khi các bạn đặt sai một cái ở vị trí khác mà không để ý là đi tìm khá là mệt, như trường hợp vừa rồi. Từ phần content chúng ta đi vào định nghĩa là phần service này thì anh sẽ loại bỏ cái chân đi đã. Đó, background anh sẽ để đúng màu của màu chữ kia. Đây, được chưa? Anh sẽ để display ngay một lọc. Tiếp theo anh sẽ để khổ đó, chạy thử nó lên thì chúng ta được cái bức tường như thế này. Color thì nó màu trắng, không biết thì để khoảng 600, không sai thì sẽ là 16 pixel. Đó, chúng ta sẽ tách là center. Thực ra là nó đang ở giữa rồi đấy, thì chúng ta từ từ rất đi file content kìa, được chưa? Đó, và nó có border, có border, border của nó khi mà hover chuột vào. Đây. Thì khi mà hover chuột vào thì cái background của nó đang chuyển thành một cái là trong suốt. Đó, như mất border thì cái border chúng ta sẽ set sẵn như thế này, một pixel solid. Và chúng ta cũng sẽ để lại trong suốt, không có vấn đề gì không. Cái này cũng như màu này. Ừ, được chưa? Đó, ok chưa các bạn? Cảm ơn các bạn lại đổi theo. Đây, được chưa? Thì đây là cái phần layout của chúng ta làm. Đây các bạn thấy là sau này chúng ta sẽ xử lý cho phần mobile thì các bạn sẽ thấy là sẽ dễ dàng hơn. Đó, chúng ta sẽ bắt kích thước sau để xử lý cho mobile, được chưa? Khi mà quận vào thì sẽ như thế nào, quận nữa vào thì sẽ như thế nào. Đó, nhưng mà ít nhiều thì các bạn sẽ thấy là nếu làm theo cái hướng làm của Flex mà không dùng width như đó, không xử lý một cái cố định, các bạn sẽ thấy CSS cho mobile nó sẽ rất nhàn, được chưa? Đó, thì đây là một vài ví dụ. Thì chúng ta còn thiếu đối với phần menu, chúng ta đi hơi nhanh. Phần menu chúng ta sẽ phải xử lý cái menu này. Ok, chúng ta sẽ làm cho nó hoàn thiện. Xuống đến mấy cái phần này thì khá là dễ. Đây. Tiếp theo mình sẽ quay trở lại phần menu.
Đây rồi, chúng ta đang ở menu. Thì trong menu này anh sẽ tạo ra một cái sắc UL sắc để chúng ta xử lý. Được chưa? Thì anh sẽ làm như sau. Đây, trong đây anh sẽ có sắc cho thằng này. Ví dụ như có UL, có class là sắc menu. Trong sắc này sẽ có lời in và kẻ A. Đó. Ở trong A nó sẽ có những cái service F1. F2 F3. Đó. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ có tiêu tự cho phần block. Anh chạy lên nhé, thì các bạn sẽ thấy là nó đang bị vỡ như thế này vì là chúng ta chưa CSS gì cho nó. Thì việc của chúng ta bây giờ là sẽ phải đi xử lý CSS cho nó để đảm bảo nó sẽ không bị vỡ, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ đi đặt lại CSS cho thằng menu đối với thằng login này để position là đây là thích. Các bạn hiểu đúng là khi làm menu thì thằng LI của thằng cha sẽ làm mang related chính là cái thằng này đó. Sau đó anh sẽ định nghĩa là thằng con. Thằng con thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây thì anh sẽ đi định nghĩa LI để anh sẽ định nghĩa gọi là thằng con như thế này. Đó. Ok chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ position absolute luôn. Được chưa? Anh sẽ để left bằng 0. Excel. Anh sẽ đặt width cho nó bằng khoảng 250 pixel. Bắt đầu tôi sẽ để cho nó có màu trắng và mình sẽ để tất cả hai này nhé. Như thế này mình chạy thử lên nữa. Đó thì các bạn sẽ thấy ủa nó đâu mất rồi. Thì chúng ta xem vì sao không thấy đâu. Thì chúng ta mới set led bằng 0, đúng không? UL trên này bằng position relative absolute rồi. Sẽ set top bằng 0. Đó. Thì có thể là nó bị đè bởi thằng này. Thằng này đang có Z index. Thì chúng ta sẽ đặt cái Z index cho thằng này lên. Để cho nó lên. Thằng này mình phải lên. À nó đè thật. Bị đè thật các bạn. Đây, ok chưa? Đó. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có cái menu sắc này. Đây, được chưa? Và chúng ta định nghĩa vào cái LI cho nó. Mình sẽ để là ít và lên ít và lắp. Đó. Ok chưa? Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có định nghĩa vào thứ A. Ở thứ sắc đấy anh để những test lên bằng 10 xem. Được chưa? Chúng ta sẽ đây. Rồi, chúng ta sẽ được cái menu như thế này. Các bạn có thể hơi lớn 5 pixel. Đây. Ok chứ các bạn. Chúng ta sẽ ẩn cái thằng này đi. Opacity thì các bạn thấy nhược điểm của thằng này là nó chỉ là mờ ấy thôi. Muốn ẩn hẳn đi thì chúng ta sẽ dùng opacity 2 lần. Thì chúng ta sẽ ẩn đi. Và chỉ khi hover vào thằng LI này thì chúng ta mới hiển thị nó lên. Thì chúng ta sẽ hiển thị có UL có class là sub menu lên như thế này. Được chưa các bạn?
thì lúc này opacity của chúng ta sẽ là bằng 1 và divisibility sẽ là offset. Đó, để loại bỏ cái hai lần đấy đi. Chúng ta chạy lên. Đây. Được chưa các bạn? Ok chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể đưa thêm một cái thuộc tính vào trong cái phần này, vào trong cái UL này, để cho nó chuyển động nó mượt một chút thì các bạn có thể xử lý như thế này. Xin chính phần sắc này các bạn đưa cho lại cái transition này để 0.7 đi. Cảm giác nó sẽ chậm chậm một chút kiểu như vậy. Thẻ A thì các bạn hoàn toàn có thể làm cho nó đẹp hơn được. Đó, và cho nên rộng 100% thì thằng này phải mang bít vào đây. Đó, các bạn sẽ thấy có một cái đường kẻ kiểu như này. Ok chưa cả lớp? Đó, thì đây là cái cho thằng nghe đi. Thằng này cũng đang chậm chậm như vậy. Mà chữ nó giống từ trên của chúng ta, chữ đang bị thành một và cũng giống. Giống với từ trên. Rồi. Có điều là chữ đậm hơn thôi. Để cái phong quét cho mình bao nhiêu hoặc là phong quét mà nó bao nhiêu đó là được. Cái này nó kiểu thiết thì anh sẽ để các bạn tự xử lý. Đó. Đó, nó sẽ chậm một chút. Ok. Rồi, chúng ta đi tiếp nhé. Chúng ta sẽ làm tiếp xuống phần dưới. Thì ở đây nó sẽ làm cái gì các bạn? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái này quá dễ rồi. Chúng ta có một cái section ở đây và có một cái list container và trong này chúng ta dùng URI cho dễ. Được chưa? Thì chúng ta làm như sau. Xong như này. Đó, xong rồi này. Chúng ta lại có một phần khác có tên section. Ví dụ như đề là ID là intro với URI. Đó. Được chưa? Sau đây anh sẽ có một cái container. Đây, được chưa các bạn? Sau đây anh sẽ có URI. URI của anh nó sẽ làm cái gì? Thì anh sẽ đi lấy cái icon này. Đây. À, image à? Để anh sẽ lấy luôn. Anh tưởng là icon. Đó, sau đây anh sẽ có một cái thẻ H2. Nó là cái này. Và anh sẽ có cái nội dung này, anh sẽ đặt nó vào cái thẻ P đi. Đó, được chưa? Tương tự chúng ta sẽ có cái ảnh tiếp theo, anh sẽ lấy cái ảnh này cho cái nội dung thứ hai đây, nội ảnh này. Đó, và anh sẽ thay text. Đây, vì có quét rồi mà các bạn không làm nó chính xác được thì là lỗi của các bạn nhé. Đây, bởi vì sao có quét để các bạn copy text. Mấy cái này có vẻ giống nhau. Rồi. Đó, các bạn có thể thấy chúng ta có được những cái này. Thì anh sẽ định nghĩa section cho nó. Từ thằng ơ bao này anh tạm gọi chỗ này là intro. Đây, chúng ta sẽ đi định nghĩa từ ơ bao. Được chưa các bạn? Chúng ta định nghĩa nó như thế nào? Chúng ta sẽ định nghĩa là group 100% thôi. Đó, chúng ta sẽ không can thiệp gì vào. Sau đó từ thằng ơ bao chúng ta sẽ gọi đến thằng con tay lên. Chúng ta sẽ xét max width
bằng 1.40. Đó, ok chưa? Và chúng ta sẽ để, anh sẽ để margin right bằng option, margin left bằng option. Thì cách này cũng là cách để chúng ta đưa nó ra giữa màn hình. Anh viết thêm ở đây để các bạn có thêm cái nhìn mới nữa. Đây, được chưa? Sau đó anh sẽ định nghĩa đến thằng nào? ULI. Thì phần section này anh sẽ để một cái kết đi trong cái xe để tạo được cái khoảng cách. Đó, tạo khoảng cách như thế này. Đây, được chưa các bạn? Nhưng mà kết tinh này nó sẽ chỉ là kết tinh ở trên, trên bên phải là không, ở dưới là 100, ở bên trái là không. Đó, để đảm bảo cái này vẫn ra đúng căn lề này. Được chưa? Tiếp theo anh sẽ gọi đến ULI. Thì từ đây anh sẽ gọi đến ULI. List by time using from this cell, pattern from this cell. Được chưa các bạn? Đó, và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thực hiện công việc. Đó là tiếp từ đây, select từ đây, để cho những thằng này sẽ làm ngang hàng cả. Đây. Ồ, gần như là được luôn. Các bạn nhìn thấy gần hoàn hảo luôn. Đây đúng không? Và chúng ta đi CSS cho thằng trong này. Đó. Thì thằng dùng flex thì nó sẽ tự chia đều luôn đấy các bạn. Nó sẽ tự chia đều luôn. Đó, chúng ta chỉ đi CSS thôi. Thì anh sẽ đi CSS cho image ở trong phần lợi. Anh sẽ margin cân bằng 10%. Đó, được chưa? Và cái phông chữ này cũng khá giống rồi. Đây, chúng ta chỉ xử lý khi hover chuột vào thôi. Thì anh sẽ gọi đến thằng H2. Đó, anh sẽ nâng lên mất tầm khoảng 20%. Và khi hover vào thì sẽ có màu đỏ, thì sẽ có color. Color cho nó cũng là anh sẽ lấy màu này. Đây, được chưa các bạn? Thử nhé. Đó, thực hiện như vậy. Và cái này cũng tương tự, chúng ta sẽ cân chỉnh cho thằng thẻ P. Thẻ P thì bây giờ chúng ta sẽ có line 2 25%. Text align bằng rất đi quan con đây như thế này. Nó đang có một khoảng cách thì chúng ta nên set mark width cho nó. Các bạn hiểu ý nhanh không? Hoặc là set cái flex tối đa là bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Flex bằng width hoặc xem cho mắc quý đi hay rồi. À rồi. Và lát để sau này chúng ta chuyển đến con luôn thì nó cũng sẽ theo chiều dọc luôn. Lát bây giờ để là 300. Thì 300 này cũng là cái độ rộng tối thiểu lắm rồi, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Mình nó đã không nhận này. Bây giờ mình đi về. Mình có vẻ không nhận thấy đồng ý của anh. Tôi đang chứng nhận là đi. À sorry, sao lại xét vào thẻ phế? Chúng ta cần xét vào thẻ là đi. Đây, chúng ta sẽ gọi đi thẻ là đi. Để xem nào. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là
phần lớp này. Phần lớp màu đen. Chúng ta sẽ không xét được cái này bởi vì là chúng ta sẽ tác động vào này mặc quýt bởi vì nó là con tên chúng ta chỉ kê đến cái con tên mặc quýt thì đẹp khoảng bởi vì đây chúng ta chỉ kê đến con tên thì vẫn còn khoảng rộng đến đây và cái mình biết tối thiểu cho tầng bây giờ. Để cho nó giống nhất có thể đó, thấy chưa các bạn? Thì chúng ta thấy là nó vẫn còn đang hơi rộng cái phê này, chúng ta để cho nó là không xét. Thực ra nó xét thì chúng ta để chỗ khác, cũng để làm cho pixel. Các bạn có thể điều chỉnh để cho nó giống nhất có thể. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ được cái nội dung này. Đó. Rồi. Ok. Thì chúng ta sẽ ra được cái nội dung này. Như các bạn thấy là thấy ở đây là gì? Đó là nó sẽ có một khoảng cách ở đây, nó có một cái màu khác này, không phải màu trắng. Làm gì? Vector là giống nhau, có vẻ giống nhau. Đó, thì nó sẽ tạo được một cái khoảng cách như thế này. Ok chưa các bạn? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Làm xuống phần surface này. Thì anh sẽ đi làm cái phần surface này. Thì các bạn sẽ bắt gặp một cái slider ở đây. Đây này. Cái này xong thì chúng ta sẽ dùng VS để làm. Đây. Ok chưa? Đó. Anh sẽ nói về chỗ này. Chúng ta sẽ có một cái section. À, chỗ này các bạn nhìn thấy có màu này. Có một cái background cho cái vùng này này. Đây. Đó. Lát nữa chúng ta sẽ dùng. Thì đây chúng ta sẽ xử lý tiếp. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ xuống đến section tiếp theo, nó là service. Đây sẽ là end thứ ba. Và chúng ta sẽ có một cái là section service. Được chưa? Sẽ là start service. Dưới đây sẽ là end service. Đây.
được chưa các bạn? Số 10 sẽ là service. Rồi, trong service này chúng ta sẽ có cái gì? Thì chúng ta cũng sẽ có một cái container, big container. Đó. Và trong container này ở đây, anh sẽ dùng cũng ULRI các bạn. Được chưa? Chúng ta sẽ dùng ULRI ở trong đây. Thì chúng ta sẽ có ULRI. LI của anh thì em sẽ có ảnh. Em sẽ lấy đường dẫn của ảnh này. Thằng này nó lại không dùng ULRI. Kệ nó. Sau cái ảnh này thì em sẽ có một cái thẻ P để lấy content. Và một cái thẻ tiêu đề H3. Đây. Đó. Được chưa? Anh sẽ có thẻ tiêu đề H3 đây. Trong H3 anh có A là liên kết. Rồi, nhân nó lên. Cái ảnh này sẽ thay đi cho nó giống. Đây, anh sẽ chạy lên trước đã. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái nội dung này. Ok chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý cho thằng tập 3 này. Chúng ta sẽ xử lý cho thằng service. Chúng ta sẽ làm như sau. Đây sẽ là service. Đó. Thì chúng ta sẽ có class id service. Anh sẽ để bắt background của nó sẽ giống thằng bên này. Đây, được chưa? Và anh sẽ dùng luôn cái pattern để cho nó giống nhau luôn. Đây, phía trên này 120, phía dưới là 0 pixel, bên phải 90 và bên trái là 0. Chạy lên này. Đó, chúng ta có một cái màu khác rồi này các bạn. Ok chưa? Bây giờ anh sẽ dùng cái container. Thì anh sẽ để thằng container này mắc width là 1140 pixel. Moving from up to. Đó, mục tiêu là để cho nó ra giữa. Ok chưa? Tiếp theo đến thằng UL. Chúng ta thiếu một cái thẻ tiêu đề đây. Thẻ tiêu đề cho thằng service trước UL này. Chúng ta sẽ có một thẻ H3. Mình sẽ lấy nội dung được sao. Đây. Chúng ta sẽ đi định nghĩa cho thằng H2 ở trong container. Các bạn muốn lấy chính xác thì các bạn có thể xem CSS của con này. Đó, anh sẽ lấy như thế này. Thì chúng ta sẽ được cái kết quả chính xác. Tại vì với cái thuộc tính này thì chúng ta đã hiểu rồi. Đây. Anh sẽ lấy chính xác nó lên. Đó, chúng ta làm thêm một việc nữa, căn giữa. Thì thằng này nó sẽ căn giữa. Position không cần ở đây. Đó, nó ra giữa. Ok chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa đến cái UL. Có thể code của chúng ta là nó sẽ khác so với bài mẫu kia, nhưng kết quả thì sẽ như nhau. List by time none. Moving position. Head list code. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ select cho nó. Rồi. Thì cái này các bạn sẽ thấy nó làm như thế này. Đó. Rồi, ok. Chúng ta xem cái width của cái ảnh này đang để bao nhiêu. Anh nghĩ là nó đang nhỏ hơn đấy. Width 100%.
Thế thì cái thu này nó sẽ bottom à, đây mỗi cái này có độ rộng tối đa là 350. Đây thì chúng ta xử lý thôi, mắc nít của cái thùng này sẽ là 350. Một lần nữa in mắc nít thì sẽ được là 350 pixel đó, và width thì sẽ là 100%. Đó, các bạn sẽ thấy nó như thế này, được chưa? Đó, và chúng ta cần tạo ra một cái khoảng cách cho nó để chúng ta margin cho thằng lợi in được. Khá là giống 45 đi. Đó, được chưa các bạn? Và cái thằng này nó cách với cái ảnh bao nhiêu? Cách với cái ảnh bao nhiêu các bạn? Thì thằng này nó độ margin mức tầm khoảng 50 pixel. Đó, được chưa? Đây. Đây. Ok chưa? Và chúng ta đi xử lý thằng ở đây. Các bạn sẽ thấy có hai mức tầm này, lát nữa chúng ta sẽ cùng làm đến nó. Thì nó giống cái bài block mà chúng ta làm được buổi trước. Thì anh sẽ xử lý nó như sau. Anh sẽ định nghĩa cho thằng này trước. Anh sẽ định nghĩa vào ảnh image này. Từ là anh gọi vào image. Mắc quýt 100%. Đó, và margin bottom xem. Đó, ok chưa? Anh muốn xem thằng này kiểu chữ như thế nào cho dễ dùng thì anh sẽ lấy luôn đây. Thì từ những thằng này anh sẽ định nghĩa được vào đây, bởi vì những thuộc tính thì khá là đơn giản rồi nên là anh lấy luôn từ đồng nó tiện. Chúng sẽ gọi là thằng H3A, chính là thằng này này, H3A. Đó, anh sẽ loại bỏ cái chân đi. Text decoration 1. Chúng ta chạy lên. Đó, chúng ta sẽ được cái phông chính như thế này. Và margin bottom và chúng ta cách khoảng cách ở dưới 15 pixel. Mô tin bất tầm thì chúng ta phải để cho thằng H3 so với các bạn. Đây. Hoặc là các bạn để display block thì sẽ dùng được. Đây. Đó. Ok chưa? Không cần định nghĩa H3. Đây. Được chưa các bạn? Dưới đây thì sao? Cái cách mà mờ chúng ta xem nó đang để là kiểu gì? Đúng không thì luôn. Thì anh sẽ lấy sang. Đó, các bạn có thể cho nó nhanh và chúng ta đảm bảo được cái kết quả thẻ P. Đó, chúng ta định nghĩa là thẻ P này. Đó, ok chưa? Ok chưa các bạn? Rồi thì đây là cái nội dung mà chúng ta có được. Và chúng ta được cái nội dung này. Thì nó đang chưa gì khác cả. Hover đây thì lại có màu đỏ. Thì nó là cái này. Hover. Thì các bạn có text decoration underline có gạch chân và color thì các bạn sẽ lấy được cái đã dùng ở trên đây. Đây. Ok chưa? Đó, được chưa các bạn? Rồi,
Và cái phần này thì sao? Phần zoom này nữa, nó có CSS zoom để cho chúng ta thực hiện việc đấy. Anh sẽ đi xử lý cái icon phía trước. Cái này thì sao các bạn? Chúng ta xem cái class icon này là gì. Đây, nó là class này. Thì cái này anh sẽ đặt nó vào trong thẻ. Đây. Anh sẽ đặt nó vào đây. Đây là URI. Các bạn thấy phần UL của chúng ta nó vẫn đang thừa một cái khoảng. Đúng không? Mình kệ nó. Vì độ rộng đây là 350 rồi. Thì anh sẽ đi đặt cái nội dung vào trong thẻ này. Đây, container. Thì anh sẽ có một cái link như thế này. Và anh sẽ có một cái class là service slider. Đó. Được chưa các bạn? Anh có thằng này. Thế nó không ảnh hưởng gì cả. Cái service slider của anh đây. Đây, được chưa? Thằng này anh sẽ có width là 100%. Nó không ảnh hưởng gì. Thì anh sẽ định nghĩa cho thằng này. Trong container để có thêm thằng này. Đây, mình sẽ để mức 100%. Position là relative. Đó. Và trong container anh sẽ chứa cái này, chứa cái button này. Anh sẽ có một thẻ A để anh từ một từ này. Thì anh sẽ có một thẻ A trong cái container này. Anh sẽ đặt như thế này. À, anh sẽ có class này. Anh sẽ có class là preview. Có nghĩa là phía trước của nó là gì? Đó là cái index. Phía sau là gì? Rồi là lùi một cái là tiến. Thì xem cái icon next này sẽ là gì. Mình sẽ thay ở đây. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là anh có thêm hai cái icon cho cái thẻ A như thế này. Đây. Ok chưa? Anh sẽ đi CSS cho nó. Thì anh sẽ CSS cho nó như thế này. Đây. Anh sẽ xem chiều cao của thằng này là bao nhiêu. 40 đúng không? Thì chúng ta sẽ đi định nghĩa như sau này. Class control. Mình có đặt chung với nó là control. Đó. Được chưa? Chúng ta sẽ từ thằng này chúng ta sẽ gọi đến A. Có class là control như thế này. Rồi. Chúng ta sẽ quit. New pixel 2 được new pixel tiếp vào đây lock lock vào ra lock vào ra ở có màu này. Đây lock vào ra là center color màu trắng. Border radius anh chạy lên 10%, anh chạy nó lên đã. Đó, chúng ta có hai cái icon này, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ để thêm một thuộc tính nữa là la2 bằng 40% và tất để coi là một mạng để loại bỏ cái chân. Đó, được chưa? Lúc này anh muốn đưa cái này lên đây, nằm vị trí này. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Di chuyển nó lên bằng cách định nghĩa position absolute cho nó. Được chưa? Và anh sẽ di chuyển cho thằng ở gần nhất.
Một thằng là lùi đặt đi, và một thằng là gì? Nhất. Hai thằng này nó khác nhau ở việc class. Review. Cái này anh sẽ đổi thành preview. Được chưa? Anh sẽ để nét bằng không. Thằng này anh sẽ để bằng không biết xem. Thì mỗi thằng nó sẽ làm một bên. Đó, các bạn thấy chưa? Anh sẽ di chuyển nó lên bằng cách anh dùng thêm cái top. Thế lúc này chúng ta dùng top với led một cách thoải mái, vì nó chỉ chạy xung quanh cái thằng service slider thôi. Anh dùng cái này, mình sẽ để top hoặc là bottom 10%. Đó, em tăng nó lên. Đây, 35 đi, 40. Ok chưa? Và anh đổi thằng này cho nó âm. Đó, được chưa? Anh sẽ copy and paste vào này. Tiếp theo đến thằng này, anh sẽ thay đổi cho thằng này. Để chúng ta điều chỉnh nó, những cái này cần độ chính xác thì các bạn cứ điều chỉnh nó. Right, ví dụ các bạn sẽ để bottom 1 pixel. Đó, và cái right này các bạn sẽ để tăng lên để cho nó chạm vào cái ảnh kia. Đây, được chưa? Anh sẽ thay đổi. Rồi, ok chưa các bạn? Và anh sẽ đổi cái background có màu trắng và color có màu đỏ như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy giống ở đây không? Được rồi đúng không? Hover vào thì đổi màu. Hover vào cái con trâu này, đây sẽ đổi màu. Mình mong muốn lại đấy, bắt vào lao thì có màu trắng. Đó, nhưng mà color thì em sẽ có màu đỏ. Mấy loa màu đỏ thì thay đổi thì lúc này nó sẽ màu trắng ngược lại. Đó, đó, ok chưa? Đó, thì đây là cái phần demo cho cái giao diện thứ hai này, mặc dù chúng ta chưa làm xong, còn một chút ở dưới nữa thôi. Đó, thì buổi sau chúng ta sẽ làm, hiểu chưa các bạn? Và chúng ta sẽ chuyển dần nó sang mobile. Thì mobile ở đây chúng ta cũng có giao diện mobile mẫu rồi. Thì lên mobile nó chạy như thế nào. Đó, ok chưa? Thì anh sẽ làm vào cái phần này đang thiếu cái phần zoom ảnh nữa này. Thì ở buổi sau chúng ta sẽ thực hiện nốt cái phần giao diện này. Thì các bạn hãy làm lại nó ở trên máy của mình nhé. Thực hiện lại toàn bộ cái giao diện này ở trên máy của mình. Có thể là làm giống như anh đang làm, hoặc là các bạn có thể tổ chức lại code HTML khác cũng được, miễn sao ra được cái kết quả như thế này. Ok chưa các bạn? Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nhé.